sớm thiếu vắng tình cha. Từ nhỏ đến lớn là chưa bao giờ biết mặt cha. Không có tiền, cái bạn chị mới có chiếc nhẫn đem đi cầm cho chị mượn số tiền được là 4 triệu. Rồi chị mới đóng tiền học phí cho con chị. Thương mẹ dù đau bệnh, nhưng vẫn bươn chải để nuôi hai anh em ăn học. Cậu sinh viên năm nhất ngành sư phạm lịch sử trường Đại học Cần Thơ, Trần Minh Quang, luôn cố gắng quyết tâm trên hành trình hướng đến tương lai. Chỉ có học thì mình mới thay đổi được cuộc sống, thay đổi cuộc đời của mình. Cảm phục trước nghị lực vượt khó của chàng sinh viên nghèo, buổi lễ trao học bổng đầy ấm áp đã diễn ra. Với những cảm xúc vỡ òa chạm đến trái tim. Tôi sẽ để dành cho con tôi đi học. Kính mời quý khán giả cùng đón xem Thắp Sáng Niềm Tin tuần này được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.